Em xin chào tất cả các quý khách hàng anh chị ạ. Đây buổi trưa mình làm không phải em. Có con tôm hùm Alaska nhá. Trông to luôn và thế nào luôn ạ. Và là hàng bự chờ bán luôn đấy chị ơi. Có con luôn nhá. Chị ai có nhu cầu ứng dụng của hỏi hạn nha. Và cả liên hệ số online 0945 3068 ạ. Không phải tạm gần tâm tay quốc tế là bài chị ơi. Chuyên cung đấy. Và những các con hàng châu lo chưa của chị ạ. Mua và làm quà anh chị ơi. Đây anh chị thấy các bạn là con to rồi đó. Và to nhất mình bắt đầu khách này. Đó con. Cầu liên hệ qua số hotline 0945308668 nhé. Không phải là cần thân có thể là bài chị ạ. Hà Nội còn đấy. Mình bán hàng luôn cho khách anh chị ơi. Có nguồn nha anh chị em. Không có nguồn. Có nguồn cho khách luôn. Thì gửi các tỉnh luôn anh chị em. Hàng đảm bảo vào các tỉnh thành trên cả nước. Có qua nha anh chị ơi. Tiêu to luôn đấy, biếu chết để các cái con tôm hùm Alaska có đặt vào được chị ạ. Rồi, chào mừng lại, xin chúc tất cả các quý khách hàng các chị buổi chiều vui vẻ.